Bạn biết không, việc bỏ phiếu ở Oregon rất dễ dàng. Chúng tôi đã dẫn đầu cả nước với hình thức bỏ phiếu qua thư và ghi danh cử tri tự động, được xây dựng và tổ chức bởi tất cả các đảng. Ai đó vừa nhắc đến đảng đúng không? Ôi, hãy bỏ phiếu bầu cho mọi thứ hoặc bỏ phiếu trắng. Đừng lo vì đây không phải là một bài kiểm tra. Ai cũng có thể thấy bạn bỏ phiếu vào thùng. Nhưng bạn bầu cho ai thì chỉ riêng bạn biết. Khi nào thì bạn đi bầu vậy? Với một kế hoạch thật tuyệt vời, tôi sắp bay đến Big Slide, quận Hanley đây.